Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ hai ngày 14 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin cựu đại sứ Mỹ nói gì về nguyên thủ Việt Nam, tham nhũng và những thách thức địa lý. Trung Quốc là nguyên nhân cản trở sự phát triển mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội. Theo đại sứ Otus, cựu đại sứ Mỹ Ted Otus đưa ra những nhận định về nguyên thủ của Việt Nam cả hiện tại và trong quá khứ. Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được ông cho là người không trong sạch khi điều hành quốc gia Đông Nam Á có nhiều tham nhũng. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại sứ Hoa Kỳ Ted Otus đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác vào hôm 17 tháng 10 năm 2017. Các nhận định được ông Otus, người làm đại sứ Việt Nam từ năm 2014 cho đến năm 2017 đưa ra trong một dịp nói chuyện với những người thuộc cộng đồng người Mỹ gốc Việt như một buổi giới thiệu và ký cuốn sách mới của ông gần đây tại Nam California. Tại buổi ký sách ở Huntington Beach, ông Otus, người mới cho ra mắt cuốn sách, nói rằng không gì là không có thể, quá trình hòa giải của Mỹ với Việt Nam, còn đưa ra những nhận định về cái thách thức đối với sự phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù này. Khi được hỏi về đánh giá của ông đối với lãnh đạo hiện tại của Việt Nam, người có 30 năm kinh nghiệm ngoại giao ở quốc gia Đông Nam Á cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người kín đáo, trong khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là người cởi mở và thân thiện. Ông Otus là người thiết kế cho chuyến thăm của ông Trọng tới Washington vào năm 2015, mà ông gọi là thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ làm đại sứ của mình ở Việt Nam. Khi đó, vị Tổng Bí thư Việt Nam trở thành nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên được tiếp đón tại Nhà Trắng, gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama ở phòng bầu dục. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đại sứ Otus nói sau chuyến thăm này, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ trở nên mật thiết hơn và hai chuyến thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Đà Nẵng kể từ khi chiến tranh kết thúc. Tôi đi cùng ông Trọng khi ông ấy tới Washington và tôi đã có thời gian làm việc với ông ấy ở Hà Nội nên tôi hiểu về ông ấy một chút, đại sứ Otus nói rằng tôi xem ông ấy như một nhà giáo vì ông ấy kín tiếng hơn và không cho tôi thấy ông ấy là người như thế nào, nhiều như ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Otus cũng là người tháp tùng ông Phúc, khi đó là Thủ tướng Việt Nam tới Washington trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2017, chỉ vài tháng sau khi ông Donald Trump nhậm chức. Việc này cũng được ông Otus nhắc đến trong một cuốn sách của ông vừa ra mắt vào hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó ông nói rằng ông đã đưa ra lời khuyên cho Thủ tướng Việt Nam trên chuyến bay tới Washington khi được ông Phúc hỏi nên làm gì khi gặp Tổng thống Trump ở Nhà Trắng. Đây là hình ảnh cựu đại sứ Mỹ Ted Otus. Ông nói ông Trọng là người kín đáo trong khi ông Dũng không trong sạch. Theo cựu đại sứ Mỹ, ông Phúc đã xử lý được tình huống mà ông Otus, người từ chức đại sứ trước thời hạn năm 2017 để phản đối chính sách trục xuất di dân chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Trump, gọi là rất điên rồ tại Nhà Trắng, khi là chính mình như lời khuyên của ông. Tôi không biết ông Phúc nhiều như ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng tôi đã rất thân thiện với nhau, đại sứ Otus đã nói về ông Phúc như vậy. Tôi rất tôn trọng ông Phúc, tôi xem ông ấy như một chính trị gia hiểu biết và cũng là một anh hào. Trong nước, ông Phúc được biết với những phát ngôn được xem là rất nổ và những cử chỉ được cho là gần gũi quá mức cần thiết với các nguyên thủ nước ngoài như trường hợp của chủ động nắm tay Thủ tướng Canada. Đại sứ Otus cho biết ông cũng có mối quan hệ thân thiết hơn với ông Nguyễn Tấn Dũng, người làm Thủ tướng trong 10 năm từ năm 2006 cho đến năm 2016, vì cả hai đã có nhiều thời gian cùng làm việc khi thương thảo Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà nay trở thành Hiệp định Đối tác Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP sau khi Mỹ rút lui. Ông Ted Otus là người hiểu rất rõ về Việt Nam và những nhận định của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ rằng ông Otus nhận định rất chính xác. Luật sư Vũ Đức Khanh, một giáo sư giảng dạy luật bán thời gian ở Đại học Ottawa của Canada và nghiên cứu về chính sách và chính trường Việt Nam đã nói như vậy với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Theo vị giáo sư nghiên cứu về quan hệ và luật pháp quốc tế, ông Trọng là người kín đáo và ngoại giao là vì người miền Bắc, trong khi ông Phúc là người miền Trung nên sởi lời hơn. Theo tiểu sử được truyền thông trong nước công bố, ông Trọng sinh ra ở Bắc Ninh
còn ông Phúc sinh ra ở Đà Nẵng. Và dư luận cho biết như thế nào về tham nhũng và ông Nguyễn Tấn Dũng? Nhận định về ông Dũng, người được xem là thân Mỹ hơn các lãnh đạo Việt Nam khác, luật sư Khanh cho rằng ông là thủ tướng duy nhất ở Việt Nam từ thời Phạm Văn Đồng tới Phạm Minh Chính hiện nay có đủ bản lĩnh để làm bước chuyển đổi của Việt Nam sang giai đoạn mới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được đề cử thay vị trí thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng mới được Quốc hội miễn nhiệm chiều ngày 6 tháng 4 năm 2016 khi đó. Luật sư Khanh từng là phó tổng thống ký Đảng Dân Chủ Việt Nam tại hải ngoại cho biết ông được tiếp xúc với ông Dũng qua điện thoại một lần trong thời gian cùng làm việc với chính phủ của ông Dũng vào năm 2015-2016. Ông Dũng là thủ tướng Việt Nam lúc đó đã đồng ý ký TPP, là Hiệp định Thương mại Tự do được xem là lớn nhất thế giới vào tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, ông Dũng đã thua ông Trọng trong cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư vào năm 2016 và sau đó rút khỏi chính trường Việt Nam khi muốn làm người tử tế. Di sản ông Dũng để lại sau 10 năm làm thủ tướng là khoản nợ quốc tế lớn nhất của Việt Nam cùng sự vỡ nợ của các tập đoàn kinh tế nhà nước và tham nhũng tràn lan. Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng phát động ngay khi giành được nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ hai vào năm 2016 được cho là nhắm vào ông Dũng. Có tham nhũng trong thời gian tôi làm đại sứ. Đại sứ Osus khi được hỏi về nhận định của ông về tình hình tham nhũng ở Việt Nam. Ông nói tiếp, có rất nhiều tham nhũng bao gồm cả những người tôi yêu mến như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy không trong sạch. Vị cựu đại sứ Mỹ không đưa ra thêm chi tiết để giải thích vì sao ông có nhận định như vậy về cựu Thủ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, ông Osus cho biết ông có những người đã lựa chọn không tham gia vào hệ thống đó từ khi từ chối những cơ hội để nhận hối lộ hay dính líu tới tham nhũng. Việt Nam luôn nằm trong danh sách các nước được xem là có vấn đề nạn tham nhũng rất lớn. Theo chỉ số của tổ chức quốc tế, Việt Nam được xếp hạng 87 trên tổng số 180 nước trên thế giới, với mức độ tăng dần về tham nhũng theo thứ hạng. Tài liệu của tổ chức này cho thấy chỉ số tham nhũng ở Việt Nam ngày càng tăng trong 10 năm trở lại đây, với đỉnh điểm là năm 2021. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nhận nhiều bản án tù vì tham nhũng. Trong hình phía sau là ông Trịnh Xuân Thanh cũng bị xét xử. Chiến dịch mà truyền thông trong nước gọi là đốt lò của ông Trọng được xem là phiên bản đả hổ diệt ruồi của Việt Nam theo chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiều quan chức dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có cố Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư BIDV Phát triển Trần Bắc Hà, người được xem là thân cận nhất của ông Dũng, và cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã bị đưa ra xét xử và kết án tù. Chiến dịch lớn này do Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, tôi không biết đã có những tiến triển như thế nào với chiến dịch chống tham nhũng này. Đại sứ Otus đã nói và cho rằng tham nhũng là một vấn đề lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở khu vực Đông Nam Á. Ông Otus cũng thừa nhận có tham nhũng ở Mỹ nhưng dưới những dạng khác, với một ví dụ mà cựu đại sứ này đưa ra là cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng ở Mỹ, theo ông Osius, được đưa ra ánh sáng nhiều hơn nhờ có nền báo chí tự do, trong khi báo chí ở Việt Nam thì lại chịu sự quản lý của Đảng và Nhà nước. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề tham nhũng, bạn cần phải có nền báo chí tự do, và tôi nghĩ đó là cái đang thiếu ở Việt Nam. Đại sứ Osius đã nói như vậy. Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho vào nhóm 5 quốc gia cuối bảng chỉ số tự do báo chí của thế giới. Và tiếp theo là vấn đề thách thức địa lý. Mặc dù có những sự khác biệt trong cách tiếp cận, nhưng đại sứ Osius, người bắt đầu sự nghiệp ngoại giao ở Việt Nam vào năm 1994, cho rằng các lãnh đạo của Việt Nam đều mong muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn giữa Hà Nội và Washington. Tuy nhiên, điều này không dễ dàng, vì một trở ngại lớn mà ông Osius gọi là địa lý, khi Việt Nam là một nước láng giềng phương Bắc, khiến mối quan hệ giữa Washington và Hà Nội phát triển chậm do sự thận trọng của Việt Nam khi phải xem ý của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hà Nội. Bất cứ một nhà lãnh đạo khôn ngoan nào của Việt Nam cũng đều phải cân bằng mong muốn trở nên thân mật hơn với Mỹ, với sự cần thiết không được chọc tức Trung Quốc quá nhiều. Đại sứ Osius đã nói,
Tôi không nghĩ điều đó tạo ra giới hạn cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng nó làm chậm sự tiến triển bởi vì người Trung Quốc không muốn Việt Nam và Mỹ trở nên thân thiết. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington đặc biệt trở nên nồng ấm hơn trong những năm gần đây khi Việt Nam trở thành trọng tâm trong chiến lược gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ nhằm kiềm tỏa sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam và Trung Quốc dù có nhiều mối xung đột về lãnh thổ vẫn là hai quốc gia cộng sản láng giềng có cùng chung ý thức hệ. Trước khi các lãnh đạo Việt Nam đi thăm Mỹ, họ thường có chuyến công du tới Bắc Kinh hoặc gặp gỡ các quan chức Trung Quốc trước khi tiếp đón lãnh đạo của Mỹ. Chỉ vài giờ trước chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Hà Nội vào hồi tháng 8 năm ngoái, ông Thủ tướng của Việt Nam khi đó là Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba. Những động thái như vậy luôn được xem là sự cân bằng của Hà Nội trong mối quan hệ với cả Washington và Bắc Kinh. Việt Nam phải có một chính sách thực sự là thông minh để có thể giữ vững được độc lập, luật sư Khanh nhận định khi cho rằng Trung Quốc là một cường quốc ngay sát Việt Nam và lãnh đạo Hà Nội khó lòng mà ngả hẳn về phía Washington khi hai cường quốc lớn nhất thế giới đối đầu với nhau. Theo luật sư Khanh, Việt Nam cũng không thể đối đầu với Trung Quốc mà thay vào đó cùng hợp tác với Mỹ và khối các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN để đối trọng với nước láng giềng phương Bắc khổng lồ. Còn đại sứ Ozus hiện là giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, hy vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính trong năm nay sẽ có chuyến thăm tới Mỹ trong lúc Hà Nội và Washington đang tạo dựng thêm lòng tin để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai cựu thù có nhiều lợi ích chung trước một Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 2 năm 2022 với bản tin Cựu đại sứ Mỹ nói gì về các nguyên thủ Việt Nam, tham nhũng và thách thức địa lý. Kính mời các bạn xem bản tin Có hay không bàn tay của Trung Quốc trong vụ bắt giữ nhà hoạt động môi trường. Đem tội danh trốn thuế làm nguyên cớ để bắt giữ và xét xử các nhà hoạt động môi trường cho thấy có một ý đồ nào khác của nhà cầm quyền Hà Nội thường nhắm đến các nhà hoạt động dân sự ở Việt Nam. Tuy nhiên, tác giả Trần Thọ còn nêu lên nghi vấn về sự can thiệp của Trung Quốc trong các vụ bắt giữ này qua bài viết được đăng trên đài tiếng nói FA với tựa đề Có hay không bàn tay của Trung Quốc trong vụ bắt giữ các nhà hoạt động môi trường. Báo chí Việt Nam mới đây cho biết, cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố Hà Nội đã bắt bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID với tội danh trốn thuế. Bà Khanh đã bị bắt giữ từ tháng trước, nhưng thông tin bà bị bắt mới được cơ quan công an cung cấp cho báo chí gần đây. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Khanh, giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID. Trang nhà của tổ chức Green ID mô tả về bà Khanh như sau. Bà Nguyễn Thị Khanh là nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào môi trường tại Việt Nam và đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ giảm thiểu sử dụng năng lượng hóa thạch sang hướng tới năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng. Chiến lược đột phá của bà Khanh tập trung vào việc thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch của Việt Nam, bảo vệ không khí sạch và nước sạch, góp phần đảm bảo sức khỏe của cộng đồng và chia sẻ bài học với các đối tác Đông Nam Á để mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch cho khu vực. Vào năm 2018, bà Khanh được nhận giải thưởng Môi trường Goldman và bà cũng là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý này. Vụ bắt giữ bà Khanh đã gây ra một cú sốc lớn cho những người hoạt động cho môi trường cũng như toàn bộ các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam. Vụ bắt giữ bà Khanh là hành động tiếp theo của cơ quan công an Việt Nam đối với các nhóm xã hội dân sự. Trước đó, cơ quan công an Việt Nam đã bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông, và ngày 11 tháng 1 năm 2022, ông Lợi đã bị tòa án Hà Nội tuyên 4 năm tù. Vào ngày 24 tháng 1, luật gia Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Pháp luật Phát triển Bền vững cũng bị tuyên án 5 năm tù. Điều đáng nói là cả ông Lợi và ông Bách đều bị bắt giữ và truy tố với tội danh tương tự như của bà Khanh là trốn thuế. Đây là hình ảnh nhà báo Mai Phan Lợi bên trái và luật sư Đặng Đình Bách. Chỉ là cái cớ. Những người ở Việt Nam chắc đều biết, với các quy định rối rắm, chồng chéo cùng với sự tham nhũng trong bộ máy công quyền, rất khó khăn cho việc tồn tại của các doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng.
đối với các tổ chức xã hội dân sự như Green ID thì càng khó khăn gấp bội. Trong một hội thảo gần đây do Trung tâm Stimson Hoa Kỳ tổ chức, bà Khanh đã nêu lên lo ngại vì thiếu một hành lang pháp lý đầy đủ và rõ ràng, cho nên các tổ chức xã hội dân sự như Green ID rất dễ bị hình sự hóa các quan hệ dân sự của mình dưới con mắt của các cơ quan công an Việt Nam. Chính vì lẽ đó, hầu hết người biết chuyện đều tin rằng việc bắt giữ bà Khanh hay những người tương tự với tội danh trốn thuế chỉ là cái cớ để cơ quan công an triệt tiêu những người này vì một mục đích nào đó phía sau. Thời điểm qua những vụ bị bắt vì tội trốn thuế có thông tin rộng rãi trên báo chí gần đây, chúng ta có thể đưa ra nhận định. Ngoài sự việc liên quan đến ông Lợi và ông Bách, một vụ án trốn thuế cách đây khá lâu liên quan đến luật sư Lê Quốc Quân, một người bất đồng chính kiến, có nhiều chỉ trích chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản. Chính vì vậy, cơ quan an ninh của Việt Nam trong một vụ bắt giữ ồn ào sau đó đã tuyên án luật sư Quân với tội danh trốn thuế. Một luật sư khác cũng rất tiếng tăm và đầy ảnh hưởng cũng bị truy tố về tội trốn thuế, nhưng cho hưởng án treo, đó là luật sư Trần Vũ Hải. Đây là hình ảnh luật sư Trần Vũ Hải. Trong tất cả các vụ án bắt giữ và truy tố về tội trốn thuế này, đều có các vấn đề chính trị phía sau. Đối với ông Mai Văn Lợi và Đặng Đình Bách thì Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam trụ sở tại Paris, Pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 2021 ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ nhà báo Mai Văn Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam là biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước viết tắt là DAK. Nhóm này bao gồm các xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu Dịch Tự Do Liên Âu giữa Việt Nam và châu Âu EVFTA. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam đã ra tay trước để ngăn chặn các nhóm này có các hoạt động nhằm chống lại và vạch trần các hoạt động sai trái của họ ra trước công luận quốc tế. Đối với luật sư Lê Quốc Quân thì vụ bắt giữ và tuyên án một người bất đồng chính kiến như luật sư Quân, đó là việc bịt miệng dư luận trước các ý kiến phản biện lại chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng sản nên an ninh Việt Nam đã ra tay. Đối với luật sư Trần Vũ Hải, bởi vì ông ta nhận lời bào chữa cho Phạm Nhật Vũ là em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong vụ án tham nhũng AVG, nên luật sư Hải đã có rất nhiều chứng cứ dính líu của các sếp bự, trong đó có cả ông Tô Lâm. Cho nên, để ngăn chặn việc luật sư Hải có thể công bố các thông tin này, cơ quan an ninh Việt Nam lại ra tay để đe dọa trước. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối phiên tòa xử luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội hôm 18 tháng 2. Luật sư Lê Quốc Quân cùng em trai, em gái cũng bị bắt về tội trốn thuế, trong khi ai cũng hiểu rằng đằng sau đó là lý do chính trị. Bàn tay của Trung Quốc có nhúng vào những vấn đề này hay không là dư luận đang đặt ra. Vậy đối với bà Nguyễn Thị Khanh, mục đích nào thực sự dẫn tới việc bắt giữ bà Khanh? Khi chúng ta biết được tội trốn thuế chỉ là cái cớ để cơ quan an ninh Việt Nam trừng phạt bà Khanh. Bà Khanh và tổ chức của bà Green ID khác với các nhân vật khác không liên quan đến chính trị. Bà Khanh cũng là người có nhiều mối quan hệ đối với các cơ quan công quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, bà Khanh và tổ chức của bà đã liên tục hoạt động để chống lại các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, tiêu biểu là các nhà máy nhiệt điện than. Trong rất nhiều bài báo, bài trả lời phỏng vấn, các hội thảo hoặc trên trang của nhà của Green ID và trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Khanh và tổ chức Green ID đã kiên quyết lên án chống lại việc tiếp tục xây dựng và hoạt động của các nhà máy điện than ở Việt Nam vì nó rất ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dân cả nước. Thậm chí bà Khanh và Green ID đã chỉ thẳng ra rằng đằng sau các dự án điện than ồ ạt Việt Nam chính là do các doanh nghiệp và tổ chức của Trung Quốc. Điều này cũng không có gì lạ đối với giới hoạt động môi trường quốc tế. Bà Isabella Joet, nhà phân tích Philippines thuộc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, nói rằng rõ ràng Trung Quốc là nhà đầu tư chính cho than ở Đông Nam Á. Nếu bạn nhìn vào hồ sơ đầu tư nước ngoài của than của Trung Quốc, thì Indonesia, Việt Nam đứng thứ hai và thứ ba trên thế giới. Đây là hình ảnh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận, một trong số các ngân hàng đứng sau Vĩnh Tân có 3 ngân hàng công thương của Trung Quốc. Các tổ chức tài chính của Trung Quốc bao gồm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp của Trung Quốc được xếp vào những tổ chức đứng đầu danh sách 11 tổ chức cung cấp tài chính cho nhiệt điện than và 10 tổ chức hàng đầu cung cấp tài chính cho các việc khai thác than. Đó là kết quả của báo cáo với tựa đề
những ngân hàng gây xáo trộn vấn đề khí hậu do Liên minh các tổ chức phi chính phủ quốc tế công bố vào cuối tháng 3 năm ngoái. Bà Khanh cũng đã đưa ra nhiều bất bình trên trang Facebook của bà trước sự thay đổi đột ngột của quy hoạch điện 8, vốn quay trở lại với điện than cho dù đã muốn từ bỏ trước đó. Bà Khanh cũng là một trong các đại diện của nhóm hoạt động môi trường gửi thư kiến nghị lên Thủ tướng Việt Nam trước đó rằng sự cháo trở của cơ quan công quyền thông qua quy định điện 8. Như vậy có thể có hai khả năng xảy ra. Một là các nhóm lợi ích đứng đằng sau các dự án điện than tại Việt Nam có liên quan đến Trung Quốc ra tay trừ khử những kẻ ngáng chân họ làm ăn ở đất nước này. Hai là không loại trừ chính những kẻ ở Bắc Kinh đã giật dây cho công an Việt Nam tiêu diệt những người hùng bảo vệ môi trường nhưng phá bĩnh lợi ích của chúng trong công cuộc làm ăn thông qua vành đai và con đường của họ. Dù khả năng nào xảy ra đi chăng nữa cũng đều đưa đến kết quả tàn phá môi trường của đất nước Việt Nam. Và hành động bắt giữ nhà hoạt động môi trường này phải được coi là tội ác khi tiếp tay cho việc hủy hoại môi trường và tương lai của đất nước.